Sử Dụng Gỗ hôm nay giới thiệu đến toàn thể quý bác một siêu tác phẩm Di Lặc Nhị Tiểu Ngồi Dưới Ba Tiên, được chế tác bằng chất liệu là gỗ lũng Quảng Nam. Tác phẩm này cực kỳ là VIP anh em chị em nhá. Và tác phẩm này có mã là TPDL442, có kích thước cao 81, ngang 68, sâu 28, nặng 50kg. Ngay bây giờ em sẽ quay sát lại để cho anh em có thể thưởng lãm được những cái chi tiết trên tác phẩm này. Di Lặc là biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc trong phong thủy. Theo truyền thuyết, niềm vui lớn nhất của vị Bồ Tát này là biến những nỗi buồn phiền, giận dữ, áp lực hay căng thẳng của con người thành hạnh phúc. Người ta quan niệm rằng nội tâm của Di Lặc mạnh tới mức nó luôn tỏa sáng trên khuôn mặt hiền từ và những lời nơi ngài đi qua đều gieo rắc hạnh phúc. Di Lặc cũng được coi là biểu tượng của sự hài hòa, niềm vui vô tư lự. Chỉ cần nhìn ngắm khuôn mặt Phật Di Lặc, người buồn phiền cũng thấy vui lên. Xoa bụng Phật Di Lặc được cho là mang lại vận may, sự tốt lành. Và đến với những nét đục của tác phẩm này thì các bác đang được chiêm ngưỡng những nét đục trên diện mặt của cụ cực kỳ là hoàn nỉ, tỉ mỉ đến từng chi tiết, chạm khắc rất là tinh xảo đúng không ạ? Trên tay cụ cầm một ấn long quy và ngoài ra được đục thêm hai chú tiểu đồng. Trên tay bé gái tiểu đồng đang câu một linh vật thiềm thừ mang đến tài lộc cũng như là sự may mắn đến cho gia chủ, rất là tốt các bác nhá. Phía bên phải có một bé trai đang ôm nĩnh bạc. Tác phẩm này đục cả lếp cả tẻ, nhà con đàn cháu đống cực kỳ là hoàn hỉ anh chị em ạ. Và tác phẩm này được đục bằng chất liệu là gỗ lũng Quảng Nam. Và các bác đang được theo dõi ạ, chất Lucam bán kín mít 100% tác phẩm này ạ, rất là đẳng cấp anh chị em ạ. Phôi gỗ này cực kỳ đẹp và có 102 trên thị trường các bác nhá. Rất là hiếm những cái phôi gỗ lu của Am mà chất lu nó bám kín mít như thế này. Các bác cùng ngắm và cho em xin một nhận xét xuống dưới phần bình luận dưới video này các bác nhá. Với chất lu và đường vân rất là sáng thì anh em đặt chơi những cái tác phẩm này trong nhà vô cùng đẳng cấp, toát lên vẻ đẹp của không gian nhà của mình và đẳng cấp của gia chủ của các bác nhá. Đó, rất là tuyệt vời ạ, phôi gỗ lu Ngọc Am to khổng lồ luôn. À, ngoài những cái giá trị về mặt thẩm mỹ thì tác phẩm này còn mang rất là nhiều giá trị về mặt phong thủy. Tượng Phật Di Lặc khi đặt trong nhà thì cầu phúc cầu tài, mang lại bình an, may mắn và tài lộc để cho gia chủ rất là tốt này. Và anh chị em đang có nhu cầu đặt mua tác phẩm này, xin vui lòng liên hệ với em qua số hotline 033 933 1111 hay 035 567 8885. Và website là sửatugỗ.com. Anh chị em đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh trước khi rời đi các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin cảm ơn các bác đã xem hết video. Xin chào.